Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và 27.7 Houston, Texas cùng với Galaxy 19 trên toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xuân Ngôn Viên, Lâm Hùng và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như thường lệ trước khi vào phần tin chi tiết, chúng tôi sẽ điểm những phần tin chính như sau. Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc hình sự đối với lãnh đạo Hamas bao gồm Sinwar. Ông Trump sẽ không nhận tội trong bản cáo trạng sửa đổi của Hoa Kỳ. Thẩm phán liên bang ra lệnh cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump ngừng sử dụng nhạc của Isaac Hayes. Nữ hoàng ketamine, bác sĩ phải ra hầu tòa vào tháng 3 vì cái chết của Matthew Perry. Quốc hội Mexico tranh luận về cải cách tư pháp khi các thẩm phán tòa án tối cao tham gia đình công để phản kháng. Và sau đây là phần tin chi tiết với sứ ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc hình sự đối với lãnh đạo của Hamas, bao gồm cả Sinwar. Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc hình sự vào hôm thứ Ba đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas về vai trò của họ trong việc lập kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ tấn công chết người vào ngày 7 tháng 10 ở miền nam Israel. Các cáo buộc chống lại Yahya Sinwar là thủ lĩnh của nhóm chiến binh này, và ít nhất 5 người khác cáo buộc họ đã dàn dựng vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, khiến cho 1.200 người bị thiệt mạng, trong đó có hơn 4 người 10 Hoa Kỳ. Cuộc tấn công đã kích hoạt một cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến cho hơn 40.800 người Palestine bị thiệt mạng và tàn phá phần lớn lãnh thổ này. Đơn kiện nêu tên 6 bị cáo, trong đó có 3 người đã bị thiệt mạng. Các bị cáo còn sống là Winshaw, người được cho là đang ẩn náu ở dải Gaza, Khaled Meshel, người có trụ sở tại Doha và là người đứng đầu văn phòng lưu vong của nhóm, và Ali Baraka là một viên chức cấp cao của Hamas có trụ sở tại Lebanon. Các bị cáo đã bị thiệt mạng là cựu lãnh đạo Hamas là Ismail Yahya, người mà nhóm này cho biết là đã bị ám sát vào hồi tháng 7 tại Tehran, chỉ huy cánh quân sự Mohammed Daif, người mà Israel cho biết là đã giết chết trong một cuộc công kích vào hồi tháng 7, và Marwan Issa là phó chỉ huy quân sự mà Israel cho biết cũng đã bị giết chết trong một cuộc không kích vào hồi tháng 3. Iran đã đổ lỗi cho Israel về cái chết của Hanis. Quay sang phần tin Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không nhận tội trong bản cáo trạng sửa đổi của Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cho biết trong hồ sơ nộp lên tòa án vào hôm thứ Ba, ông sẽ không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự trong bản cáo trạng sửa đổi cáo buộc ông cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2020 của mình. Cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, đã từ bỏ quyền ra hầu tòa và thay vào đó ủy quyền cho luật sư của mình đưa ra lời nhận tội. Bản cáo trạng đã được sửa đổi, được công tố viên đặc biệt Jack Smith thu thập vào tuần trước, bao gồm 4 cáo buộc tương tự mà các công tố viên đã đưa ra chống lại Trump vào năm ngoái. Ông bị cáo buộc cố gắng lừa dối Hoa Kỳ, cản trở việc Quốc hội chứng nhận cuộc bầu cử và tước đi quyền bỏ phiếu công bằng của cử tri. Mới đây, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ bác đề nghị của ông Trump về can thiệp vụ án gian lận tài chính tại New York vì không có bằng chứng thuyết phục. Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein thuộc tòa án quận hạt Manhattan vào ngày 3 tháng 9 khước từ đề nghị từ các luật sư của Donald Trump, trong đó kêu gọi tòa án liên bang tiếp nhận vụ xử cựu Tổng thống Hoa Kỳ gian lận tài chính từ tòa án New York. Ông Trump cuối tháng 5 bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử vào năm 2016, liên quan bê bối tình ái giữa ông và sao kiêu dâm Stormy Daniels.
Kính thưa quý vị, thẩm phán liên bang ra lệnh cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ngừng sử dụng nhạc của Isaac Hayes. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump ngừng phát nhạc do Isaac Hayes sáng tác. Sau phán quyết vào hôm thứ Ba, Isaac Hayes đệ tam là con trai của cố nhạc sĩ người Hoa Kỳ Isaac Hayes cho biết là anh cho biết là cha của mình sẽ không muốn ông Donald Trump phát nhạc của ông. Isaac Hayes đệ tam nói bên ngoài tòa án liên bang Richard B. Russell ở Atlanta, Georgia là chúng ta phải có lập trường rằng cần tách mình ra khỏi một người có tính cách như là ông Donald Trump. Đây không phải là vấn đề về chính trị, đây là vấn đề về tính cách. Nhiều nghệ sĩ hoặc đại diện cũng đã phản đối việc phát nhạc của họ tại các sự kiện của ông Trump trong nhiều năm qua, bao gồm cố ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar người Hoa Kỳ là Tom Petty, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Adele, là và giáo nhạc pop Thụy Điển ABBA và ban nhạc rock R.E.M. Luật sư Ronald Coleman của New York, người đại diện cho ông Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông trong vụ kiện, cho biết là ông không rõ liệu gia đình của Isaac Hayes có sở hữu bản quyền đối với bản nhạc đó hay không. Ông Coleman cũng cho biết là trước khi rời tòa, chúng tôi đã nói chuyện với các luật sư của ông Hayes và ông Hayes đệ tam về việc cố gắng giải quyết vấn đề này. Chúng tôi muốn đây là một quá trình hợp tác nhất có thể trong tương lai. Kính mời quý vị quay sang phần tin nữ hoàng ketamin. Bác sĩ phải ra hầu tòa vào tháng 3 vì cái chết của Matthew Perry. Theo các tài liệu của tòa án được công bố vào ngày thứ Ba, một bác sĩ California và một phụ nữ bị buộc tội cung cấp trái phép thuốc ketamine cho ngôi sao Friends Matthew Perry trước khi ông qua đời vì dùng thuốc quá liều, sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 3. Bác sĩ Salvador Placencia và Jasvin Senga, người mà chính quyền cho biết là một kẻ buôn ma túy được khách hàng gọi là nữ hoàng ketamin, đã không nhận tội về các cáo buộc liên quan đến cái chết của Perry vào tháng 10 năm 2023. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định rằng người đàn ông 54 tuổi này đã chết vì tác dụng cấp tính của ketamin và các yếu tố khác khiến ông ta bất tỉnh và chết đuối trong bồn tắm nước nóng của mình. Kính thưa quý vị, ketamin là thuốc gây mê tác dụng ngắn, có đặc tính gây ảo giác, đôi khi được kê đơn để điều trị chứng trầm cảm và lo âu, nhưng cũng bị người dùng lạm dụng vì mục đích giải trí. Perry đã công khai thừa nhận hàng thập kỷ lạm dụng chất gây nghiện, bao gồm cả những năm ông đóng vai Chandler Bean trong bộ phim hài truyền hình ăn khách vào thập niên 1990, Friends. Placencia và Senga dự kiến sẽ cùng nhau ra tòa tại tòa án liên bang ở Los Angeles bắt đầu từ ngày 4 tháng 3. Ba bị cáo khác đã đồng ý nhận tội liên quan đến cái chết của ông Perry. Kính thưa quý vị, Quốc hội của Mexico tranh luận về cải cách tư pháp khi các thẩm phán tòa án tối cao tham gia đình công để phản đối. Vào hôm thứ Ba, thì Hạ viện Quốc hội Mexico đã bắt đầu tranh luận về cải cách tư pháp đã gây ra tranh cãi, bất chấp cuộc đình công hiếm hoi, cuối cùng của các thẩm phán tòa án tối cao để phản đối. Bên ngoài Quốc hội thì các công nhân của hệ thống tư pháp và các sinh viên đã biểu tình bằng cách là chặn đường và ngăn cản các nhà lập pháp đến địa điểm tổ chức. Kết quả là Hạ viện Quốc hội của Mexico đã bắt đầu một cuộc tranh luận về cải cách tư pháp đã gây ra căng thẳng trong mối quan hệ với Hoa Kỳ và gây ra sự biến động của thị trường tại phòng tập thể dục gần đó. Xương sống của cải cách hiến pháp do Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrés Manuel López Obrador đã đề nghị kêu gọi bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu phổ thông cho hơn 7.000 thẩm phán và quan tòa, bao gồm cả tòa án tối cao. Dự kiến sẽ thông qua với sự chấp thuận của Quốc hội, nơi đảng cầm quyền Morena chiếm đa số ở cả hai viện. Ông López Obrador lập luận rằng cải cách là cần thiết để buộc các thẩm phán phải chịu trách nhiệm và giảm tham nhũng. Tuy nhiên, thì những người chỉ trích cho biết là cải cách sẽ không ảnh hưởng đến các công tố viên, các cảnh sát và các bộ công quyền, cũng như là những người mà họ đổ lỗi là thủ phạm thực sự của tình trạng vô luật pháp và tham nhũng. Đến đây, chúng tôi kính mời quý vị vẫn giữ băng tần của đài ABC TV để tiếp tục theo dõi những phần tin mà chúng tôi vừa mới nhận được. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.